Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên vừa tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu về công tác tôn giáo năm 2024 cho 135 đại biểu là cán bộ công chức phụ trách công tác tôn giáo và trưởng khóm ấp trên địa bàn thành phố. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được phổ biến quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác tín ngưỡng tôn giáo. Trong đó, được tìm hiểu chuyên sâu về Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Hồi giáo, kỹ năng nghiệp vụ tiếp cận và xử lý thông tin trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Thông qua nội dung tập huấn chuyên sâu, các đại biểu thảo luận, trao đổi, giải đáp các ý kiến vướng mắc, từ đó nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố trong việc tổ chức thực hiện công tác tôn giáo và công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.